em hả? Ok, mua đồ. 22. Dạ. 22 triệu. À, dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi sáng hôm nay nhé. Buổi sáng ngày 25 tháng 6 năm 2024, hiện tại bây giờ là 10 giờ sáng thì Hải đang có mặt tại con đường Nguyễn Tất Thành. Dạ vâng, thì mình đang hướng về khu vực từ quận 4 qua quận 1 nha mọi người. Dạ thì hôm nay thì đường phố này có vẻ là khá là kẹt mọi người ạ. Hiểu sao cái đoạn này nó kẹt ghê gớm luôn á. Đấy, kẹt từ khu vực cầu Tân Thuận mà đổ về đây. Đây mọi người thì thấy đấy, xe cộ đi lại rất là khó luôn. Ở thì dọc hai bên đường mọi người thấy là bán rất là nhiều mặt hàng đa dạng như là cà phê này, rồi nước ép, rồi những cái đồ ăn. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì cứ có chú ý chị có thể thấy là tỷ giá đồng USD lên khá là cao, chỉ bị chạm mức 26.000 đồng trên USD rồi mọi người. Thì ngày hôm qua thì Hải có cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình chủ tỷ giá USD rồi. Thì hôm nay thì Hải tiếp tục cập nhật gửi tới mọi người tỷ giá USD của một số ngân hàng cũng như là đồng tiền tự do rồi giá vàng ngày hôm nay luôn nhá, gửi tới quý cô chú anh chị các bạn để mọi người có thể cập nhật được. Kiều người thấy một căn nhà rất là lớn luôn, đây đang dán biển cho thuê mặt bằng ngay đường Lê Văn Linh. Ở phía ra xa kia thì mọi người sẽ bắt gặp được tòa nhà IFG Siam Sài Gòn, thì đến bây giờ thì vẫn để trống và chưa có một cái tiến độ gì mới thay đổi, gần một năm trở lại đây rồi và đứng sừng sững ở đây. Thì ở đây một tòa nhà làm gì xấu đi bộ mặt tại thành phố Hồ Chí Minh mình. Thì ở qua khu vực này thì có vẻ là dễ thở hơn rồi mọi người ạ, không còn kẹt nữa. Dạ vâng, thì hôm nay thì tiện đây Hải cũng cập nhật cho mọi người luôn tỷ giá, thì Hải có tham khảo thì tỷ giá USD của thị trường tự do nhá. Thị trường tự do thì mua vào với giá là 25.840 đồng, thì tăng 20 đồng so với ngày hôm qua. Còn đối với chiều bán ra là sắp xỉ 26.000 đồng, thì cụ thể là mua vào với giá bán ra với giá là 25.920 đồng, dạ còn khoảng 80 đồng nữa thôi thì mình sẽ lên tới mức 26.000 đồng trên một USD, giá cao kỷ lục từ trước đến giờ chưa có luôn mọi người ạ. Thì cũng tăng 20 đồng so với chiều mua vào. Thì quý cô chú anh chị có thể thấy là một năm quay trở lại đây thì đồng USD tăng vượt trội luôn. Rồi giá USD thì tăng, giá vàng cũng tăng, nhưng mà rất là may thì giá vàng đã giảm lại rồi. Thì một số ngân hàng cũng như là đã có những cái chính sách mới để kiềm hãm cái giá vàng lại. Thì mọi người thì giá vàng miếng đã về với mức giá là khoảng trên 70 triệu một lượng. Lát nữa Hải sẽ cập nhật cho mọi người luôn về giá vàng cụ thể nhá. Vâng, thì hôm nay tiếp theo là mình sẽ cập nhật tỷ giá một số đồng tiền ngoại tệ của ngân hàng Vietcombank nhá. Thì cụ thể như sau, thì đối với đồng giá USD của ngân hàng Vietcombank mua vào với giá là 25.215 đồng và bán ra với giá là 25.465 đồng. À vâng, đây là tỷ giá của ngân hàng Vietcombank đối với đồng tiền USD. Và đối với đồng tiền Canada nhé, đô Canada thì mua vào với giá là 18.157 đồng, bán ra với giá là 18.929 đồng. Nên quý vị chú anh chị các bạn mình. Đấy, đi qua một ngày nắng ạ. Và đối với đồng Yên Nhật thì mua vào với giá là 155 đồng và bán ra với giá là 164 đồng. Thì có vẻ là sau một năm trở lại đây thì đồng Yên Nhật mới là rớt giá khá là nhiều. Đấy, cái này cũng tội những bạn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài mọi người. Thì đồng giá Yên Nhật nó giảm thì ảnh hưởng khá là nhiều đến nguồn thu nhập của các bạn ấy. Và đối với đồng euro thì mua vào với giá là 26.603 đồng và chiều bán ra với giá là 28.061 đồng. Còn đối với bảng Anh thì bảng Anh mua tại ngân hàng Vietcombank thì bảng Anh
mua vào với giá là 31.499 đồng và bán ra với giá là 32.786 đồng. Còn đối với đồng bạc Thái thì mua vào với giá là 614 đồng và bán ra với giá là 708 đồng. Còn đối với tiền Hồng Kông thì mua vào với giá là 3.175 đồng và bán ra với giá là 3.310 đồng. À vâng, đây là ngân hàng Vietinbank nha mọi người. Còn đối với một số ngân hàng khác thì Hải bây giờ Hải sẽ tham khảo và gửi cho mọi người luôn để quý cô chú anh chị mình có thể nắm bắt được khi mà mọi người tới đổi ở một số ngân hàng gần nhất chỗ mình mà có cái đồng giá đồng đổi được cao nhất đối với ngân hàng BIDV nha mọi người. Thì cụ thể ngân hàng BIDV thì mua vào với giá là 25.245 đồng và chiều bán ra là với giá là 25.465 đồng. Còn đối với đồng tiền Canada, đối với Canada thì mua vào với giá là 18.356 đồng và bán ra với giá là 18.933 đồng ạ. Còn đối với đồng tiền Euro thì đồng Euro mua vào với giá là 26.795 đồng và bán ra với giá là 28.061 đồng. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy là so với ở các ngân hàng thì Hải thấy là đồng tiền Euro thì có vẻ là đang tăng trở lại và đồng USD thì giảm, nhưng mà đối với thị trường tự do thì đồng tiền USD đang khá là cao, chuẩn bị đến chạm mốc 26.000 đồng rồi. Sợ là ngày hôm nay nữa là sẽ chạm mốc 26.000 đồng với quý chú anh chị các bạn mình. Và đối với bảng Anh thì mua vào với giá là 31.697 đồng và bán ra với giá là 32.798 đồng nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Nhưng mà Hải thấy thường thường nếu quý cô chú anh chị mình cầm tiền mặt thì mọi người hay ghé qua đổi những cửa hàng tại quanh quanh tại khu vực quận 1, quận 3 này. Như là quận 1 thì mọi người ghé tại khu vực chợ Bến Thành, rồi ghé ở đường Đồng Khởi cũng có một chỗ để mọi người có thể đổi được đồng ngoại tệ. Và đổi ở đấy thì Hải thấy nó cao hơn so với ở ngân hàng một ít. Thì đối với Yên Nhật thì ở tại ngân hàng BIDV thì mua vào cũng với giá là 155 đồng và bán ra với giá là 164 đồng. Thì các bạn là hai ngân hàng này đối với đồng tiền Yên Nhật thì giữ nguyên, cũng không có thay đổi. Dạ, thì hiện tại thì mình đang có mặt tại con đường Ngô Đức Kế nhé quý cô chú anh chị các bạn mình. Thì còn đối với tiền Hồng Kông thì ở Hồng Kông mua vào với giá là 3.186 đồng, bán ra với giá là 3.288 đồng. Chào mọi người, chờ Hải một xíu qua khu vực ngã tư này, mình sẽ cập nhật tiếp về giá vàng gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình. Thì ngày hôm qua thì giá vàng miếng thì đứng yên, còn đối với giá vàng Nhật thì tăng vượt trội. Thì Hải sẽ cập nhật cho mọi người luôn về cái giá vàng miếng và giá vàng Nhật nhé. Thì vào tới phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dạ vâng, phố đi bộ Nguyễn Huệ thì mọi người có thể thấy là đang dựng một cái sân khấu rất là lớn để cho cuối tuần này. Thực sự thì Hải cũng chưa biết là tổ chức sự kiện gì cơ, nhìn giống cỏ rất buồn đấy. Mới có đúng cái này Hải đón thì rất buồn, cũng đang tổ chức ở Hà Nội một sân khấu khá là lớn và quy mô hoành tráng, cũng không kém gì ở bên trong này. Ở phía bên này là cái tòa nhà của bà Trương Mỹ Lan, em nghĩ Sài Gòn que, tòa nhà khách sạn 5 sao cực kỳ là đẹp. Bên dưới là buôn bán nội thất cũng như là cà phê đấy, còn bên trên là khách sạn đấy, thấy là công nhân cũng đang khẩn trương làm. Đấy, mọi người thấy nó thực sự là Sài Gòn là đầu tư ăn chơi kinh khủng mọi người. Đấy, hết mất nửa cái phố đi bộ rồi, có khi kéo dài lên trên kia nữa. Wow, hôm nay làm ăn đầu tư kinh khủng. Và khu vực chợ Bến Thành cũng đang được một cái dạp để cuối tuần này thì mọi người cùng đón xem là có sự kiện gì trên kênh của Hải nhé.
phố đi bộ thì cái nhộn nhịp về đêm thôi, còn ngày thì nó nóng lắm nên cũng không có đông quý cô chú anh chị mình ra đâu. Ở đây ngay ở đây khu vực này thì có một cái chỗ đổ ngoại tệ này, hãy ghé qua đây quay cho mọi người xem. Bên này đang có một đoàn phim thì không biết là bánh mì nóng đây, bánh mì đặc trưng đây, bánh mì chả lụa đây, bánh mì ốc la đây. Dạ vâng, thì ở đây thì Hải sẽ cập nhật cho mọi người về giá vàng luôn nha mọi người. Đối với vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mình thì mua vào với giá là 74.980.000 đồng và bán ra với giá là 76.980.000 đồng nha quý cô chú anh chị mình. Còn đối với SJC tại Hà Nội thì mua vào thì cũng bằng với Hồ Chí Minh và bán ra cũng vậy, thì là 74.980.000 và bán ra với giá là 76.980.000. Dạ vâng, thì mọi người thấy là giá vàng có vẻ là nó cũng tụt rất là nhanh. Hay nhiều nhà đầu tư chắc là cũng một tháng rồi, đây cũng lỗ khá là nhiều. Có lúc vàng lên đỉnh điểm sau đấy lại tụt sau khi có những cái phiên điều chỉnh. Nên nói chung là vàng là mọi người mua thì mọi người nói thôi, chứ còn nếu mà đầu tư thì cũng kiếm lời thì chắc cũng khó. Thì nhiều khi thì nó cũng nhiều cái vấn đề khác nhau, thì mọi người xem thời sự mọi người cũng có thể nắm bắt được tin tức rồi. Còn đối với Doji tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mua vào với giá là 74.980.000 đồng và bán ra với giá là 76.980.000 đồng. Có vẻ là đối với vàng Doji và vàng SJC thì nó cũng giá cũng sẵn sàng như nhau. Còn đối với BNJ khu vực này này đang tiến hành trồng hoa này, đây có một cái sự kiện lớn ghê luôn đấy, trồng hoa các thứ là khá là nhiều từ đầu đường tới cuối đường phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Thì đối với vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng dao động mua vào với giá là 74.980.000 và bán ra với giá là 76.980.000. Vâng, thì có vẻ là những cái giá vàng này thì từ Doji cho tới SJC rồi tới PNG thì chiều mua vào và chiều bán ra thì nó cũng cùng một mức giá mọi người ạ. Đấy, cũng không có gì khác. Còn khác đối với như là vàng Phú Quý SJC thì cụ thể như là Phú Quý SJC mua vào với giá là 75.500.000 đồng và bán ra với giá là 76.800.000 đồng, thì có vẻ là cao hơn so với những cái giá vàng kia với chiều mua vào thôi, và chiều bán ra thì vẫn giữ nguyên so với ba cái thương hiệu vàng kia. Ở đây mọi người, ở đây thì có một cái tiệm đổi ngoại tệ này ngay khu vực này. Đây mọi người thấy, mọi người nếu mọi người ghé qua đổi đây thì rất là thuận tiện, với cái giá ở đây thì nó sẽ thấp hơn. Đối giá này là giá mua tại ngân hàng Vietcombank nên cũng khá vắng, mọi người đổi đa phần là mọi người đổi ở bên khu vực chợ Bến Thành thì giá cả nó cao hơn đấy mọi người. Vâng, thì đối với Bảo Tiến Minh Châu thì mua vào với giá là 75.500.000 đồng và bán ra cũng với giá là 76.980.000 đồng. Và đối với vàng Mỹ Hồng thì có vẻ là vàng Mỹ Hồng này cam nhất trong các cái chỗ mua vào và bán ra mọi người. Đây vàng Mỹ Hồng thì mua vào với giá là 76.500.000 đồng, bán ra với giá là 76.980.000 đồng. Có vẻ là vàng Mỹ Hồng này thì cao nhất từ cái lúc này giờ. Hãy cập nhật cho mọi người một số khác. Và đối với ngân hàng Exim Bank thì mua vào với giá là 74.980.000 đồng và bán ra với giá là 76.980.000 đồng. Và đối với ngân hàng TPBank Gold thì mua vào với giá là 74.980.000 đồng và bán ra với giá là 76.980.000 đồng. À vâng, thì Hải đã công bố cho mọi người về những cái giá vàng ở ngày hôm nay. Nghe là chiều mua vào thì nó có chênh lệch nhau, nhưng mà chiều bán ra thì nó niêm yết với một cái giá cố định cho mọi người, không có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên cái mức giá là 76.980.000 đồng. Thì bây giờ thì Hải sẽ cập nhật cho mọi người luôn về giá vàng Nhẫn nhé. Đối với vàng Nhẫn bố số 9 từ 1 chỉ cho tới 5 chỉ thì mua vào với giá là 73.950.000 đồng và bán ra với giá là 75.550.000 đồng.
một chỉ nha mọi người. À đó là một lượng nha. Còn đối với vàng Nữ Trang, vàng Nữ Trang thì sẽ mua vào với giá là 73.850.000 đồng, bán ra với giá là 74.850.000 đồng một lượng. Còn đối với vàng 24K thì vàng 24K mua vào với giá là 72.109 đồng, mua vào với giá là 70, bán ra với giá là 74.109 đồng. Còn đối với vàng 18K thì là mua vào với giá là 53.793 đồng và bán ra với giá là 56.293 đồng. Dạ vâng, thì ở đây là những cái giá vàng mà Hải muốn cập nhật gửi tới mọi người trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Dạ thì mới vừa rồi mọi người có thể xem trên kênh của Hải, chú anh chị mình xếp hàng mua tại cửa hàng SGC rất là đông, nhưng mà ngày hôm qua Hải ghé kho thì lại thấy là không còn ai mọi người. Bây giờ thì đã có thay đổi mới là bán hàng online rồi. Thế thực sự là Hải thấy nếu mà không bán hàng online mà mua cửa hàng thì có vẻ nó lộn xộn và mất trật tự quá. Nhiều cô chú anh chị mình cũng cực nữa, mỗi người mới đi xếp hàng mua vàng từ lúc 3-4 giờ sáng để có thể mua được vàng, rất là cực. Hiện tại mình đã có mặt tại đường Nguyễn An Ninh, thì ở khu vực này đối ngoại tệ rất là đông mọi người đang xếp hàng đối ngoại tệ đấy. Thì ngày hôm qua Hải có đổi và quay trực tiếp cho mọi người tại phía bên trong của chợ Bến Thành luôn. Ở chợ Bến Thành thì có một số gian hàng người ta vẫn đang còn treo biển cho thuê mặt bằng sang sạp. Thì cái đấy là lần đầu tiên mà Hải vào bên trong chợ Bến Thành mới thấy mọi người. Ở ngày trước dịch thì nó có đấy, nhưng mà sau đấy thì nó hết. Thì bây giờ mình sẽ vào cái đường Trương Định. Đây, thời tiết Sài Gòn có vẻ đang nóng lên rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái đường Lê Thánh Tôn, quý cô chú anh chị các bạn mình. Đây, con đường Lê Thánh Tôn, một con đường khá là đẹp. Đấy, kéo dài từ con đường Tôn Đức Thắng kéo lên tới con đường Cách Mạng tháng 8, đường Lê Văn Duyệt ngày xưa đấy ạ. Phía bên này là khách sạn New World, khách sạn 5 sao tọa lạc trên hai mặt tiền đường Phạm Hồng Thái và đường Lê Lai. Anh quý cô chú anh chị mình Việt Kiều mình về á thì chọn những khách sạn như thế này ở cho nó thích mọi người. Đấy. Khách sạn 5 sao mình đấy, lâu lâu vài chục năm mình mới về một lần mà. Nếu mà có nhà thì mọi người có thể về với người thân ở, nhưng mà nhiều người thì người ta không thích ở cùng với người thân, mọi người ta sẽ lựa chọn là ở tại khách sạn. Đấy, ở những khách sạn như thế này cũng VIP, ok, chất lượng, giá cả thì nó hơi cao một xíu so với những cái chỗ khác. Anh chị mình bên Mỹ, bên nước ngoài về định cư tại Việt Nam rất là nhiều nha. Đấy, thấy là mọi người về bây giờ là khen Việt Nam lắm, bây giờ về Việt Nam phát triển rồi, đồ ăn các thứ là giá cả thì nó cũng phải chăng, nó không quá cao. Mọi người thấy đấy. Đấy, xếp hàng mua bánh mì Huỳnh Hoa, xếp hàng cái cảnh xếp hàng này từ lúc mở cửa cho tới lúc đóng cửa luôn á. Có những hôm mà 9 giờ đêm đi qua bạn thấy là còn đứng mọi người mua rất là đông. Có những hôm ghé qua mua người đâu cũng mua không mọi người, thì người ta đấy, lúc ấy là mình lại hết hàng rồi, bán kinh khủng thực sự. Bánh mì Huỳnh Hoa, bánh mì Bảo Huỳnh, hai cái thương hiệu bánh mì nổi tiếng.
Dạ vâng, thì chắc tới đây thì Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải từ quận 4 mình về quận 1 nhé.